xin chào cả nhà. Anh em mới lưới rồi, lấy rồi giác rồi. Cái này mới quýnh lợi. Tối tối kéo rồi. Cần. Hết rồi cần kinh phí rồi cả nhà. Này vô cá nè. Lưới rồi. Hai người đập giò. Đây được gỗ có khoai. Đó được triệu mấy rồi đó. Co mang luôn á. Gỗ câu gỗ mấy cá đầu có phải cá cơm luôn á, tẩu cái kéo á. Cần cần kiếm gỗ có phải nữa kiếm phí rồi. Con này cá kèo có phải vậy bắt cá. Điều mạng cho đâu? Luôn rồi. Được mười mấy ký gấu khoai à. Nếu mà không vô một dạo đi 5 ký cao phai là như sức. Đổi không? Như sức, đầy vô một gỗ luôn nè. 15 ký là phải 4 bọc. Không 15 ký đâu. Chờ cá ăn. Chờ ăn đi. Có con ngát kìa. Ừ, con ngát, chà bá đâu rồi. Có lạc. Trời ơi con cá ngát chị đó mà không ăn. Biết cá ngát bự nhưng mà tập trứng không hết miệng nó nửa cá rồi. Không nói cốt nữa. Nó cơm đêm nay. Bốn bọc 12 ký. Bọc 4 ký. Sáng 3 ký nữa. Sáng nổi 3 ký không? Tính nhiều mà cái này cái đồ sáng sáng cái mì gà cá con mì gà kho lạc ăn cũng thầy nữa nè. Nhặt đầu mớ mì gà nghe mọi người. Rồi bây giờ luộc cua nhanh tích. Có cua gạch nữa cả nhà. Con gạch, ba con cua ốp ốp, cua tôm tích. Rồi. Cua chín rồi, cá cũng bằng rồi đây. Hết sức cập trứng cá. Khu cua chín chưa nghe? Rồi. Cho trứng nằm dưới không? Dạ, ngồi chắc hai con cá phai chắc với thành nước. Thành nước quá. Đâu rồi, chú cá phai nó đâu rồi? Kìa.
cái khoai rẻ lắm không dám ăn cả nhà. Nó nằm xuống dưới đây mà xuống dưới nó dính sòn nó nằm như đi khôi đặt con tôm với con cua tôm tách à hết đi cua gạch luôn kìa mấy cua này cua lột không à còn đây hai con nữa hả hai con nữa hai con nhỏ hết mấy con rồi làm gì phải được nóng đó là hôm tới đó thịt không có còn cái sò lông đôi mà một càng màu hả nói gì sao chừng kẹp hai sáu sáu dưới gì kẹp dễ kẹp rớt con cô đực thì hai ông thợ với mực đây ông nổi hả? Đưa tay qua bên ngay cái lưng ông tao vậy nè. Trời ơi nó bóp một cái ông tao trời cứu ông tao mà hai nó không cứu. Để ngay hai thằng xuống biển hết cái đầu. Nó bóp. Dắp ngay cái tay ổng luôn. Ngay cái đó là ngay cái thịt không nữa. Chút nó bán ra hai ba ông rồi. Ui. Nó bầu như trời nắng trời ơi nhìn miếng muối vô chất bột nhỏ đây ôi mời cả nhà ăn cơm với mấy anh em nha trứng cá nháp rồi mời cả nhà vô cơm cơm thao cua biết rồi chưa chín thấy không rồi vậy rồi, rồi. Rồi trứng chưa chín rồi trứng là nó phải như vậy đó ăn ngon nào bánh trứng chưa chín không đào không đào quá ăn trứng á chừng nóng xíu rồi không quá nóng coi chừng nóng đây ngàn dàm cái cỏ luôn kêu người thì kêu cả cỏ người kêu gạch cỏ thôi sao nó hay dàm hả biết trả lời sao tin chưa biết trả lời sao đâu không biết làm thân trong này à. Sao bỏ ăn những con cái gì không phải dư mấy cái ống hết còn là cháo rồi còn ăn được ăn nhậu ngày tăng hả à? Chóc cái mặt luôn hay luôn. Trời ơi, cậu đi đâu vậy? Khoai vừa nấu không sao là 8 là 8 luôn ăn cục đó là mấy trăm con cháu quá không có đâu con nở con khớp phải nở mới con
lại lên sơn lấy cục sạc. Đây chạy trên 2 lý mấy. Đây tàu chạy là tuyệt vời luôn. Chứ đây vô vòng cái cỏ gần hơn về đường cao á. Nó vô vòng sát bên. Mà đó giờ chưa vô vòng đó. Vô chút xíu là tới vòng. Vòng nó cũng sâu lắm á. Còn như sâu mà vô chút mà tới rồi. Giờ cái nó bãi rồi đó có chạm. Có. Vậy cũng đang còn đi ông ơi. Giờ cũng còn. Cua để thấu nhậu rồi nhiều ai ăn rồi. Tối nay mình tiếp kìa, tiếp thận rồi. Cái giác này có cua nữa đó. Hai cặp đâu nữa, tiền cà phê. Có trứng thì cho hết đấy không? Không có giờ mày. Không có mày đâu. Nó chua quên bỏ mè. Có đồ. Mấy ai nói? Mấy ai nói mới nhớ. Ta coi lạc mà. Coi lạc. Thì ăn cơm nè, thưởng thức nồi canh chua quên bỏ mè. Rồi cảm ơn cả nhà ủng hộ và coi kênh Toàn Nhân Hải nha. Mấy anh em xin chào cả nhà. Ôi, xin chào cả nhà.